Pin nguồn chấm men xin chào, đây là dòng pin 3V lithium không sạc lại, hình dáng giống như đồng xu của hãng Vata với mã sản phẩm là CR2032. Viên pin này với điện tích định danh là 3V, thành phần lithium pin không sạc, được sản xuất bởi hãng Vata của Đức và có xuất xứ liên danh, đóng gói một vỉ hai viên. Dòng dung lượng của viên pin là 220mAh, đường kính là khoảng 20mm và độ dày của viên pin là 3.2mm. Sản phẩm chính hãng được bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một vỉ cũng giao tính phí, giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911096 hoặc 0903 352340, xem thêm trên website pinnuonguon.vn hoặc pin1165trận đạo.com. Xin cảm ơn.